Trần Anh vừa về tiếp tục một mẫu Spark 2011. Xe này Trần Anh cũng vừa mới mua lại của một sư thầy đây anh em. Sư thầy ở Đồng Nai nha. Đây bà con nè, đẹp không anh em? Nhìn cái xe cứng không? Từ dàn sơn, dàn chân, dàn mâm vỏ, nhìn chất lắm. Em này là bán tải nha anh em. Đó, giá có mấy chục triệu quay đầu bằng mẫu Matiz cho anh em che nắng che mưa. Máy móc thì bao chất, kết hợp là cản dê người ta cũng đã lên. Ốp đèn phía sau là nguyên bản của dòng xe bắc, nước sơn đẹp lắm. Sơn si người ta tắm qua nước sơn này, trắng tinh luôn. Lên mâm nè anh em, bốn vỏ mới tinh nè, bốn vỏ mới 90-95% gầm bồng của em xe bắc nè. Được cái gia đình dòng này không có dịch vụ anh em yên tâm, tại dòng bán tải mà có hai chỗ ngồi thôi. Mua về chở hàng hóa, che nắng che mưa, chở gia đình. Anh em nào mà nhà đông, nhà mà có tập hóa, mua về chở mì gói, chở mấy cái vật phẩm nhẹ nhẹ ở trên xe đi ok, tập chạy tập lái, che nắng che mưa. Đây anh chị đăng kiểm tháng 1 2015 nè, kết hợp 3 ga mui nè. Cần anh tem rin theo xe nó còn nguyên si hết. Nội thất ở trong nè anh em. Nè anh chị nhìn thấy dàn ghế nỉ của em nó mới tinh. Nó chủ nhà đi có 160.000 ghế nỉ ngồi mới, không có dấu hiệu rách rưới nha. Nó nguyên si hết. Gia đình nha. Bán tải thì anh chị biết rồi, chỉ có gia đình thôi chứ không có dịch vụ taxi. Đi chuẩn đồng hồ 160.000 rồi. Nè, tắp bi keo chỉ riêng 100% luôn. Xe liền lắm. Phía sau nè, có băng ghế nè, anh em thích có thể dựng ghế lên nè. Còn cái hai nè, phía sau nè, khay để đồ nè, vỏ đồ sư cu nè. Cốp đẹp không có dấu hiệu bục mọt nha anh em. Đó, phía sau là gân guốc của em nó là nguyên si hết. Đó, bán tải nha anh em nha. Tay nắm của em nó là nguyên si. Nó vậy thôi anh em, bốn vỏ mới tinh nè. Vỏ là về là khỏi phải thay. Anh em thích mẫu này anh em alo cho Trần Anh Auto. Mẫu này Trần Anh đang bán với một mức giá rất là thấp cho anh em nha. 75 triệu mẫu này nha anh em. Trước chỉnh điện, sau là quay tay nguyên bản của dòng bán tải nè. Họ mua về chở hàng hóa. Trợ lực em này đầm lắm. Chevrolet thương hiệu của Mỹ. Đồng hồ của em nó nè. Báo km nè, báo thắng tay nè, báo dây đai an toàn nè. Đồng hồ đi được 160.000 nha anh em. Nghe USB đầy đủ tất cả các tính năng, máy lạnh này, trang bị cùng điều hòa cơ thôi. Nà, mở phải có lạnh rồi nè. Máy móc êm, dàn trần rin theo xe hết toàn bộ nha anh em. Nói trần nỉ hết toàn bộ mới tinh luôn. Sạch sẽ chưa? Anh em trải nghiệm vô tiếp tục khoan động cơ máy nhá. Đây anh em. Còi cực kỳ là lớn, trợ lực đầm lắm. Riêng mẫu Spark này trợ lực quá đầm luôn. Đây là cục máy nè anh em. Ba máy thôi. Máy 1 nè, máy 2, máy 3 nè. Xe là không có tí đồ hơi đâu nha. Nè, cục máy nè, nhớt mới, chủ nhà cũng thay rồi. Dòng này chạy 5 lít. 5 lít. Hai bên là không có đâm pha lỗi lầm. Hệ thống nước giải nhiệt nguyên bản của dòng Spark, bô chống nóng mới tinh. Em này máy chất lắm anh chị ơi. Máy chất lắm. Máy số bao chất em này, số nguyên si, mặt sơ bi. Phía dưới của em nó là ron, chưa có dấu hiệu làm luôn. Máy chất nha anh em. Ba máy xài toàn bộ hệ thống bếp full. Chủ nhà thay cái bình 45A. Xương đầu hai bên không có đâm pha lỗi lầm, keo chỉ rin hết tuyệt đối 100%. Nắp cabo này trắng tinh. Mẫu này tắm qua nước sơn rồi nha anh em. Không còn sơn rin nữa anh em nha. Nó được cái máy móc khô ráo sạch sẽ anh em. Đây là hệ thống trợ lực của em nó nè. Bơm trợ lực nè, nguyên si hết. Sử dụng toàn bộ hệ thống cam ngoài. Nói chung mẫu này anh em bảo dưỡng đồ đạc dễ thay lắm. Dễ thay dễ sửa lắm. Đây bên đây chúng ta sẽ có hệ thống heo dầu nè. Ok hết luôn. Đó, mua về tập chạy tập lái thì anh em lấy mẫu này về. Bên Trần Anh dọn dẹp làm đẹp hết toàn bộ rồi đó. ID 92D00145 nha anh em. Giá có 75, anh em mua Trần Anh bớt cho 5 triệu còn 70. 70 mua về che nắng che mưa. Đây là phần kính phía sau nè, không một tí trầy luôn. Còn kết hợp phía trên là ba ga ràng đồ nữa nè. Và ở trong nè anh em nhìn nè. Đó anh em có một băng khoang chứa đồ rộng không? Rất là rộng. Mẫu này á thì anh em có thể may thêm một cái sàn ở đây nữa nè. Con nít được ở phía sau là có thể nằm ở trên đây được nha. Còn phía trên là chúng ta chở hai người nha anh em. Nè, ghế nỉ nè. Quá trời rồi, quá đất luôn. Keo chỉ em này là nguyên si 100% hết. Đó, chắc không? Gầm đẹp lắm. Chỉ cần coi như vậy là biết cái chất xe, cái gầm nó cỡ nào rồi. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm nè.
Đi em này lành tính. Đây anh em, gầm bề đẹp mà không có dấu hiệu là mục mọ dưới phần gầm. Anh chị thấy cái gầm mới tinh không? Đó, gầm gầm xe quá đẹp luôn. Mới chưa? Rồi bà con quan tâm mẫu Spark 2011 thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Em này là có niên hạn nha, chạy 20 mấy năm. Tức là anh em còn được cỡ tầm 10 mấy năm nữa anh em chạy thao hồ. Chạy 1-2 năm chán thì bán lại. Hoặc là lên đời. Sáng không? Nhìn cái xe sáng tài không? Rồi bà con quan tâm mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Em chào anh em nha.